một hành khách của United Airlines có thể đã bị nhiễm COVID-19. Các hành khách có mặt trên chuyến bay của hãng hàng không United vốn từng buộc phải chuyển hướng sang thành phố New Orleans vào hôm thứ Hai đầu tuần, có thể đã bị phơi nhiễm coronavirus. Chuyến bay mang số hiệu 591 đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp khi đang trên không trình từ thành phố Orlando đến Los Angeles do có một hành khách bị đứng tim. Vợ của người này cho biết chồng bà có thể đã bị COVID-19 vì từng có những triệu chứng như mất đi mùi vị. Bệnh nhân đã qua đời khi đang được xe cứu thương chở vào bệnh viện điều trị. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC hiện đang ráo riết liên lạc với những hành khách từng ngồi trên chiếc phi cơ này.